Thưa quý vị, sau khi phát sinh ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã và đang tập trung khoanh vùng xử lý để ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan rộng ra cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại hiện trường. Ngay sau khi chủ cơ sở nhà khoa Lê Hưng tại số K143/1 Điện Biên Phủ được xác định dương tính với SARS-CoV-2, khu vực này đã được quận Thanh Khê tiến hành phong tỏa. Các biện pháp điều tra dịch tễ, truy vết và xét nghiệm sàng lọc diện rộng cũng đã được triển khai ngay lập tức với tinh thần nhanh nhất có thể để ngăn chặn dịch có thể lây lan ra cộng đồng. Phong tỏa cứng ở khu vực này để có cái kiến nghị đề xuất tiếp tục là tăng cái tần suất xét nghiệm để rà soát lại cái tình hình dịch bệnh cũng như dịch tễ ở cái khu vực này. Và thực tế thì hiện nay chúng tôi đã tổ chức 4 cái chốt chặn ở cái đường nội bộ từ Điện Biên Phủ đến Lê Duy Đình và từ số 100 đến 182 Bế Văn Đài, gồm có 4 cái chốt chặn, vận động bà con tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Qua truy vết, quận Thanh Khê đã xác định có 30 F1 liên quan đến ca bệnh này và đã đưa đi cách ly tập trung. Ngành y tế cũng đã xét nghiệm diện rộng cho các hộ dân trong khu vực và tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Là một trong các điểm mà bệnh nhân COVID-19 từng đến, chợ siêu thị Nguyễn Kim cũng dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 2 tháng 7. Tất cả tiểu thương buôn bán kinh doanh tại đây cũng đã được xét nghiệm và kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến ca mắc COVID-19 là chủ nha khoa Lê Hưng trên địa bàn phường Chính Gián. Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián cũng đã có thông báo khẩn đề nghị người dân đã từng đến cơ sở nha khoa này từ ngày 18 tháng 6 đến nay thì khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, tránh để lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.